Xin chào anh em, mình là Đức Duy. Hôm nay mình có về một chiếc xe BM 528 bản GT anh chị nhé. Bản cao cấp nhất rồi, màu đen và nội thất màu kem. Bản này là phiên bản lai giữa sedan và crossover, gầm cao một chút, đơn ra các bạn có thể nhìn thấy cái khoảng sáng gầm của nó sẽ cao hơn này. Chiếc xe được trang bị hai cụm đèn bi full LED cũng như là có cả hỗ trợ đánh lái theo góc cua nhé. Và giải đèn LED ban ngày này, giải đèn LED day night này, cũng như là được trang bị 6 mắt cảm biến trước nhé. Ở form dáng của BM thì luôn luôn xuyên suốt, đó chính là về phần lưới tản nhiệt mạ chrome, cũng hai quả thận tương xứng rất là lớn ở đây. Biển Hà Nội, xe mới chạy được có 50.000 mai anh chị nhé, tương đương khoảng 6 vạn, hơn 6 vạn cây một chút. Về phần sơn si thì còn đến 90%, cũng như là xe đã được người chủ phủ ceramic toàn bộ, đâm ra là xe rất là mới. Đi kèm vào đó là một dàn lốp Feroli chống xịt, la răng thì la răng đa chấu, chưa xước một quả nào cả, lốp còn rất là dày đây. Đây, la răng rất đẹp nhé. Chúng ta hãy cùng đi một vòng quay xe để chiêm ngưỡng chiếc 528 bản GT này nhé. Bản này gì thực sự là rất là tuyệt vời luôn. Chạy thì cũng rất là thích, mã lực của nó lên đến hơn 200 mã cơ. Rất là tuyệt vời luôn. Cốp thì là sử dụng cốp điện. Giải đèn LED phía sau của xe thì cũng rất là đẹp. Xe thì được trang bị đầy đủ cả thảm 6D này. Đấy, khoang cốp thì rất là rộng nhé. Chị có thể đi đường dài hay là đi du lịch để khoảng 3-4 cái vali vào đây thì cũng rất là thoải mái luôn. Cốp thì sử dụng cốp điện này, có cả tăng cao cái vị trí cái cốp này lên để cho anh chị có thể thoải mái để đồ này. Đấy, anh chị có gì cao hết cỡ lên thì có thể nâng tầm lên. Cốp điện, xe đầy đủ hai chìa, đá cốp, tất cả mọi thứ rất đầy đủ nhé. Chúng ta hãy cùng xem một chút về khoang nội thất. Nội thất màu kem, ghế thì sử dụng ghế da nắp nhé. Rất là đẹp đúng không ạ? Đầy đủ cả rèm cửa phía sau này. Điều hòa thì là bốn vùng riêng biệt các bạn nhé. Đấy, la phông trần còn rất đẹp này. Rồi cũng như là ở bản GT này thì là sử dụng kính cửa không viền nhé. Đây, cửa không viền đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Tất cả các cái phần ốp gỗ ở đây thì là ốp gỗ thật 100% nhé. Rồi là có các cái tính năng ví dụ như là rèm điện phía sau này, như hai vị trí ghế này, ghế chỉnh ghế điện này, hai ghế trước này, hai ghế điện này. Đấy. Cảm biến đèn, cảm biến gắt mưa đầy đủ hết rồi. Cũng như là về các cái phần option bên trong thì cũng rất là xịn sò. Ở bản GT này được trang bị toàn bộ ở đây thì là vân gỗ thật 100% nhé. Đi kèm vào đây là tất cả các mạ nẹp mạ chrome này, hợp kim này, rất là đẳng cấp luôn. Dàn điều hòa đấy ạ, dàn điều hòa này, xe thì đầy đủ hai chìa, cũng như là cần số điện đây nhá anh chị nhá. Đây là cần số điện của xe. Xe thì được trang bị là 3 chế độ lái cũng như là cảm biến trước sau đầy đủ này, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ lên ngang dốc này, phanh điện tử này, đấy, phanh tay điện tử nhé anh chị nhé. Vô lăng đây, vô lăng rất là mới luôn, cầm rất là sướng, rất đầm tay, đầy đủ. Xe này 53.000 mai chị nhé, rất là tuyệt vời luôn. Thì chiếc BM 528 bản GT này của em thì em đang chào bán với mức giá rất là hợp lý, chỉ có 1 tỷ 450 triệu đồng thôi. Giá thì có thương lượng cũng như là có hỗ trợ trả góp lên đến là 75% giá trị xe trong vòng từ 5 cho đến 6 năm mà không cần chứng minh thu nhập. Giải ngân trong vòng khoảng 3 cho đến 4 ngày là anh chị có thể lấy xe đi rồi. Ngoài ra thì xe thì bên em có cam kết bảo hành cho anh chị là 1 năm, tương đương với 10.000 km. Bảo hành 4 tiêu chí là xe không bị đâm đụng tai nạn, không ngập nước thủy kích, động cơ hộp số của xe là nguyên bản cũng như là giấy tờ pháp lý của xe là minh bạch. Anh chị có thể đưa vào chính hãng để kiểm tra chất lượng xe cũng như là lịch sử bảo dưỡng của hãng để anh chị yên tâm mua và sử dụng chiếc xe nó là tốt nhất. Ngoài ra thì trước khi anh chị lấy thì bên em có bảo dưỡng lại toàn bộ xe cho anh chị để anh chị yên tâm sử dụng cũng như là bên em có thể bảo hành được cái sản phẩm của bên mình.
Anh chị có thắc mắc gì về chiếc BM 528 này thì hãy để lại comment cũng như là gọi điện trực tiếp đến số hotline trên màn hình của em là 0985 33 7070, em là Đức Duy. Anh chị có thể chạy qua 106 Nguyễn Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội để đi thử và cảm nhận chiếc BM 528 này thực tế nhé. Một lần nữa thì em cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở các video tiếp theo. Xin chào.